Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan màu trắng ngọc trinh các bạn nhé. Đấy, thì hiện tại ở đây thì chúng tôi đang có rất nhiều những chiếc xe Vios đây ạ. Đấy, nhiều cái nhé, cả màu trắng, màu xám. Thì ngày hôm nay ở cái video này tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Toyota Vios phiên bản E. Chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy, và phiên bản này phiên bản E số sàn. Đấy các bạn nhé, phiên bản E số sàn. Và chiếc xe này sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân từ năm 2020. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe trắng ngọc trinh phiên bản này 2020 đã có xi nhan trên gương rồi các bạn nhé. Đây là cái phần đằng sau, tôi sẽ quay cái đằng sau cho các bạn xem. Toyota phiên bản E. Cả ba chiếc ở hàng trên này là chúng tôi đều là Toyota Vios phiên bản E hết các bạn nhé. Giữa mà tôi đang quay đây là phiên bản E 20, còn bên cạnh là 2017. Đấy, màu trắng rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh hơn 5 vạn, cả những cái dàn lốp cũng còn rất đẹp đây các bạn ạ. Đấy, cả dàn lốp còn rất đẹp luôn các bạn nhé, rất là dày. Quý vị và các bạn nào mua những chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi. À, cái việc đầu tiên là cái việc phải sang tên các bạn nhé. Tất cả những chiếc xe bây giờ chúng tôi mua về là đều phải làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số rồi, cho nên là đều không biển. Quý vị các bạn nào mua về thì phải sang tên các bạn nhé, bấm biển luôn. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất cho chiếc xe này đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, sản xuất và lắp ráp bởi Toyota Việt Nam các bạn nhé. Đấy, tất cả từ những keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp này, cho đến táp lô, vô lăng, cần số này đều rất là mới luôn quý bạn nhé. Chiếc xe này thì cũng đã được trang bị ghế da rồi. Ghế da này là ghế da màu đen các bạn nhé. Những chiếc xe ở cái phiên bản E này thì là gần như là chủ xe làm ghế da thôi, chứ ghế da nguyên bản của nó là chỉ có ghế nỉ các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn, rất là mới luôn. Toàn bộ từ những cái vô lăng này cũng còn rất đẹp này. Đấy, tôi quay rất sát cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được chất lượng cho chiếc xe này các bạn nhé. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên lái này, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đấy, táp bi cho đến cái nội thất hàng ghế sau này đều rất là mới đây các bạn nhé, đều rất mới và rất đẹp luôn. Đấy, còn nguyên bản luôn nhé. Cái đằng sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Toyota Vios E 2020 này thì chúng tôi đang bán với giá là 479 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Toyota Vios E 2020 này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Đây là cái phần lốp sơ cua quý vị và các bạn nhé. Lốp sơ cua của chiếc xe cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Toàn bộ lốp sơ cua còn mới, còn nguyên luôn, rất đẹp các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn nào mà ở xa chưa đến xem xe được mà lại có nhu cầu, quý vị và các bạn có thể xem video cũng tự đánh giá được chất lượng cho chiếc xe này các bạn nhé. Đấy, nội thất ở hàng ghế phía sau này, toàn bộ những cái phần trần, phần nội thất phía sau đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. 2020 thì đời cao rồi, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, đến táp lô
đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và bạn nhé. Đấy. Đầu DVD, màn hình, vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, camera hành trình có luôn. Đấy, đã có sẵn camera hành trình rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Toàn bộ phần ngoại thất và nội thất đều rất là mới, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, dưới nắp capo này là một cái khối động cơ 1.5 lít mà Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios này rồi. Và đây là cái phần ốc capo. Đấy, ốc capo rồi keo chỉ capo, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về chiếc xe này là còn nguyên bản các bạn nhé. Đấy, keo chỉ còn nguyên, ốc capo cũng còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây là cái tem capo này. Ốc capo còn nguyên bản các bạn này. Đấy, toàn bộ ốc capo cho đến những ốc tai, giảm sóc, ốc xương đầu, tất cả các thứ này các bạn xem, những cái phần xương này còn nguyên bản luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, máy này, ốc máy này, ốc chân máy này, ốc mặt máy, các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về chiếc xe này là còn nguyên bản các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, không những còn nguyên bản và còn rất là mới các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios E 2020 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít động cơ đua VVTi, rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé, kết hợp với hộp số stay 5 cấp các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.